cái đó. Ủa, cá gì vậy trời? Cá to rồi. Dính cá mú. Anh cũng biết là mình thích câu bên kia chứ. Cá mú thiệt đẹp luôn á. Đồ.
cái gì nữa à, chúng ta nãy con này á, cái ghế câu để anh chị đứng câu đấy, câu đi. Ờ con cái máu này mày, này đèn cái mới vậy không đền nó biết quá con gì vậy, còn giống rùa chứ quan, còn giống rùa chứ không chứ không phải đâu. Oh no. Hôm nay trời khô máu. Anh đứng đó, anh cầm cho anh nè. Đứng. Đây nè. Trời ơi, vô cái lỗ kìa. Wow. Ôi, bên thật không? Chính cái gì đâu? Ôi!
cũng lâu. Lậu từ chỗ đấy qua đây luôn ơi. Lậu qua luôn. Đó, cái chỗ đó lậu được mà. Chết nữa à. Cái vậy? Anh Thịnh ơi. Wow, cái máu to chứ. Má tưởng cái gì chứ. Cái gì ta? Không nữa.
thận thôi. Đưa cái túi cá em. Đưa cái túi cá em. Kéo ra, kéo ra. Kéo dính cá vậy. Mượn cái cầm chút rồi chú. Mượn cầm qua đây cầm cá tôi được chưa? Dạ. Câu mấy cá rạn. Wow, 2,5 kg. Bye bye.